xin chào các bạn, đây là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục series ghép 10 lô Lego 12 con giáp nha mọi người. Đây này, trên đây tôi bây giờ là con hổ nha mọi người. Tập trước tôi đã ghép được con chuột với cả con trâu rồi mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu ghép nha mọi người. Giờ tôi bắt đầu đặt những mảnh ghép đầu tiên này, ghép cái đế, cái chân của nó nha mọi người ạ. Con này nhìn thế thôi nhưng mà tương đối là khó đấy mọi người. Nó rất là nhiều hình nha, mà đặc biệt nha. Con này ấy nó đơn giản vậy thôi nhưng mà không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Con này có 650 mảnh ghép nhưng mà có nhiều màu lắm. Nó có màu nâu, màu đen này. Thực chất thì lúc tôi bỏ ra, tôi đổ ra, tôi thấy có màu nâu rồi, chẳng biết là màu nâu để làm gì cơ mọi người. Cuối cùng tôi ghép cái râu của nó thành toàn màu đen hết rồi mọi người. Thế chứ lại. Nó hoàn thành xong một cái chân của nó rồi đây mọi người. Bây giờ tiếp theo sẽ vào cái phần thứ hai nha mọi người. Tôi bắt đầu tôi ghép những cái mảnh ghép vào nhau này mọi người. Tôi đặt đúng nổ cái tay rồi đấy mọi người. Ok. Và đây là thành quả của tôi nha mọi người nhé. Thành quả của tôi sau 2 tiếng buổi trưa này mọi người. Cuối cùng cũng đã xong. Tôi lại tiếp tục có thêm một em hổ nữa và bộ sưu tập mấy con giáp tôi rồi mọi người. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo của tôi nhé mọi người nhé. Bye bye.